Mình Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, quyến thuộc xa gần, kính mến. Bữa nay là sáng thứ ba, ngày 29 tây tháng 3 năm 2022. Là có thể là cái buổi cuối cùng để chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Địa Tạng, và có thể là kết thúc cái bộ kinh Địa Tạng tại nơi đây. Thì thưa với đại chúng, thì như vậy mình đã trải qua coi như là 83 kỳ 83 kỳ mình học kinh Địa Tạng. Tôi suy nghĩ là rất nhiều, là ít nhiều chúng ta cũng đã rút ra được một vài cái ý thú màu nhiệm. Dù rằng trong cái quá trình mà thuyết giảng kinh Địa Tạng, thật sự là tôi không sao tránh khỏi những cái điều sơ thất. Được coi như một lần nữa trong đời của tôi đã hoàn thành xong một cái bộ kinh. Như vậy là một cái niềm vui, một cái niềm phấn khởi vô biên đối với một người tu sĩ. Tôi chân thành gọi là tri ân quý vị đã song song cùng tôi viễn trình, coi như là không biết nói thì sao, thêm một lần tri ân nữa đây, như là thêm một lần tri ân nữa. Cái cảm xúc của cái người mà giảng pháp khi mà hoàn thành một bộ kinh mà mình giảng là cái niềm hạnh phúc lớn lao lắm, hạnh phúc lớn lao vô cùng tận. Nhưng bây giờ này ngồi ngồi lại rất tiếc rằng là bản thân tôi nó chưa có được, gọi là chưa có được hoàn hảo về ba nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp có nghĩa là ba nghiệp chưa có được thanh tịnh. Cho nên khi giảng thì không không sao, không không dính cái bản ngã mình ở trong đó, cái tôi của mình ở trong đó, cái niềm vui nỗi buồn của mình ở trong đó. Tôi rất là rất tiếc. Nên biết sao bây giờ. Vì vậy mà tôi mong đại chúng có một sự cảm thông của tôi, sâu sắc của tôi. Cảm thông một cái sâu sắc. Để cho tôi có một cái niềm tinh tấn và phấn đấu hơn nữa. Cho nên vậy thì một lần nữa trong đời của tôi đã giảng xong một bộ kinh. Nghiêng mình cảm ơn quý quyến thuộc. Thật lòng cảm ơn quý quyến thuộc đã hy hiến cùng tôi cho nó hoàn thành một bộ kinh 84 kỳ, bữa nay là kỳ thứ 84. Và bữa nay coi như là cũng có thể là cái buổi lạnh lẽo. Buổi lạnh lẽo nó vô cùng khắc nghiệt, gọi là khắc nghiệt, mà cũng là buổi lạnh lẽo cuối cùng của miền giá rét Hoa Kỳ này. Các quý vị đã biết là cách đây một giờ đồng hồ, cách đây một giờ đồng hồ những cái đọt chuối non của tôi nó thành đá hết.
nó đứng sừng sững giữa cái nắng như vậy nè, mà nó kéo lại nó cứng cống đá đông hết đọt chuối á. Sau 1 giờ đồng hồ thì bây giờ nó nóng lên, nó hơi ấm lên, nó nhả ra. Nói chứ bữa nay là nó lạnh tới âm mấy độ của Việt Nam. Sáng mà đi ra mà quét 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 sân không nổi, lạnh tới mức độ mà mấy cái bàn tay nó muốn đông lại. Năm nay khí hậu nó thay đổi rất là kỳ cục thưa quý vị. Kỳ cục ghê lắm. Thì cái thiên nhiên mà nó cũng không tha thứ cho cỏ cây. Làm cỏ cây mừng quá, đâm chồi nảy lộc đơm hoa, bỗng một cái nó dục xuống nó lạnh một cái, héo hết. Mấy cái cây rau răm, mấy cây rau ngò ôm, héo hết. Quế héo hết. Chỉ có cải sừng gỗ thật. Lạnh cỡ nào lạnh mà cây cải nó vẫn trơ gan cùng tới nguyệt nha. Cái húng cây, cái húng lủi thì nó cũng tạm thôi. Còn vóc cá nè, dắp cá nè, ngò ôm nè, quế, rau quế, quế nè, rau răm, như hết. Xả, cây xả cũng như hết. Khí hậu thiên nhiên mà không tha cho cỏ cây. Thì bây giờ huynh đệ mình thử nghĩ cho mình cũng sống với khí hậu thiên nhiên này. Con người mình cũng chịu ảnh hưởng như vậy mà thôi. Vì vậy mà học kinh Địa Tạng á, đúc kết là bộ Địa Tạng bữa nay á, cũng nhắc cái tâm địa của mình. Đức Phật đưa hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng ra, tôi xin gom lại cái ý mà huynh đệ mình học từ bấy lâu nay á. Đức Phật đưa hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng ra, đưa hình ảnh biểu trưng của Bồ Tát Địa Tạng ra để nhằm nhắc nhở một cái tâm. Nghe một cái tâm. Mà khuyến cáo cho anh em, cho huynh đệ chúng ta biết rằng cái tâm đó nó tạo ra thiên đường, nó tạo ra địa ngục. Mà cũng chính cái tâm đó phá nát được cái thiết vi u ám. Cái tâm đó nó đánh tan cái vỡ mộng tham sân si, để chính cái tâm đó trả về cho chúng ta một cảnh giới an nhiên tự tại. Vì vậy mà học hết một kinh Địa Tạng là chúng ta đã học được, suy gẫm được cái giáo pháp thậm thâm để chúng ta tu sửa được, chúng ta cương quyết được, chúng ta thoát ly được cái địa ngục, và chính chúng ta ban bố cho chúng ta được cái phước lạc an vui. Đó là cái thâm ý của Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta. Như vậy tới cái bài cái đoạn cuối cùng này đó, và Đức Phật dạy cho chúng ta, nếu ai mà thật lòng mà kính nghe mà tôn trọng mà chiêm ngưỡng mà lễ bái Bồ Tát Địa Tạng thì được 28 điều lợi. Trước hết là được 28 điều lợi. Mà 28 điều lợi này á, đó là phước báo của nhân thiên. 28 điều lợi này là phước báo của nhân thiên. Thứ nhất là trời rồng thường hộ niệm. Thứ hai là thiện quả ngày càng tăng.
Thứ ba là tức tập các nhân của bậc thánh. Như vậy thì mình tu hành đâu có một tấc mình nhảy tới trời quý vị. Không có một tấc mình nhảy tới trời được. Mà mình phải tích lũy, mình phải khuân tập. Mình tích lũy, mình khuân tập. Khuân tập cái gì? Khuân tập cái nhân của bậc thánh. Còn nếu mình tu hành mà mình khuân tập cái nhân của phàm phu á, thì cái quả nó trả cho ta cũng là cái quả của phàm phu. Mà chúng ta huân tập cái nhân của bậc thánh là chúng ta phải tập, phải làm, phải thực hành. Dầu cái chuyện đó là chuyện nhỏ, nhưng mà phải là cái chuyện của bậc thánh. Mà như tôi đã thường hay nói với đại chúng á, cái bậc thánh á là cái bậc mà tai nghe mắt thấy mà mình làm chủ được. Cái người nào tai nghe mắt thấy mà làm chủ được tai nghe mắt thấy, hay mượn tai mượn mắt để nói vậy, chứ thật ra là nói đủ là sáu căn: mắt tai mũi lưỡi thân ý. Làm chủ được mắt tai mũi lưỡi thân ý đó là bậc thánh. Còn mình không có làm chủ được thì mình gọi là phàm phu. Giữa bậc thánh và bậc phàm phu á, thật sự nó cũng chỉ cách nhau một đường tơ kẻ tóc mà thôi. Người làm chủ được thì là bậc thánh. Người bị buông lung, bị cuốn hút, bị nổi chìm lặn hụp thì gọi là phàm phu. Nó không có gì khó. Mình học đạo, mình học cái chân thật như vậy, nó không có gì khó. Vì vậy mà huynh đệ, anh em, thầy trò chúng ta hứa với nhau rằng hoàn cảnh nào, xã hội nào, thời cuộc nào, mình cũng trao dồi cái nhân của bậc thánh. Thí dụ như mình có cái ý niệm mình trả đũa, mới đây là cái nhân của phàm phu. Phàm phu nó họ mới ăn miếng trả miếng. Còn bậc thánh mình không có trả đũa, dầu rằng mình cũng có chút giận, chút hờn. Đây là tôi mới nói bậc thánh đó, tôi chưa nói Phật nghe. Tôi đang cho nên mình là đà đi. Bởi vì tôi xin phép tôi nói vậy để cho an ủi tôi, cho tôi dính vô đó một chút. Mình nghe ai xúc phạm tới mình cũng còn thể hiện một chút cái tôi, mình cũng buồn, cũng tủi, cũng giận. Nhưng mà mình khác hơn bậc phàm phu là mình không có trả thù, không có trả đũa, không có ăn miếng trả miếng. Đó, như vậy là cái nhân của bậc thánh đó. Người ta hại mình mà mình không có chết thì thôi mình cười đi. Mình biết mình cũng la lên chứ, cũng la trời ơi, nó hại tôi vậy đó, nó hại tôi vậy đó. Nhưng mà mình không có chết thì mình cười, chứ mình không có cách đi lòn ở cửa sau để mình lập phe, lập bày, lập đảng để mình hại người ta lợi. Thì đó là bậc thánh, nhân của bậc thánh. Cái nhân thôi, tôi nói nhân. Ngược lại, người ta hại mình không chết, mình chiêu binh mã võ để mình hại lại người ta để mong cho người ta chết. Thì đó là cái nhân của phàm phu. Cho nên nhân của bậc thánh, nhân của phàm phu nó rõ rệt như vậy. Bốn là tâm bồ đề không thối chuyển. Tâm bồ đề có cái tâm giác, có tâm thức tỉnh không có thối lùi.
mà mình thức tỉnh, thức tỉnh cái gì? Gọi là thức tỉnh cái gì? Gọi là tâm bồ đề. Tâm bồ đề là mình thức tỉnh cái dây không của vạn pháp. Đã mình tu hành, mình muốn là ma bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ chứ thiết khấu ách, là mình đã thẩm thâm vi diệu được cái trí tuệ để quán tự tại Bồ Tát, đã hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ chứ thiết khấu ách. Đó là tâm bồ đề, đó là nhân của bồ đề tâm. Đó thành tựu cái bồ đề quả là Như Lai Thế Tôn. Thì nhân giải thoát, nhân giác ngộ, thành tựu cái vô thượng giải thoát, vô thượng giác ngộ. Thì mình đang đi tới con đường ngũ uẩn giai không ngon lành đó, cái đụng nhiên cái rồi mình quay qua, mình quay lại. Có nghĩa là mình chấp ngã, chấp pháp, cái cuối cùng cái mình bị cái dây có đó, nó chặn đứng mình vậy đó. Các huynh đệ có vậy không? Có đang đi ngon lành vậy đó, cứ thiếu cái ngũ quẩn dây không ngon lành vậy đó, mà tự nhiên mình quay đầu chi? Mình quay qua cái mình thấy, à cái này nó như vậy nó phải nè, quay qua cái này nó như vậy nó trái nè, quay qua thấy như vậy cái là thấy thương nè, thấy như vậy cái thấy đáng giận nè, thấy như vậy cái là thấy tội nè, thấy như vậy cái thấy phước nè. Tự nhiên đang đi ngon không đi, tự nhiên quay qua quay lại quay tới quay lui, cái thành ra chiếu kiến ngũ uẩn dây có. Thấy không các vị, thấy không, chỉ mình chỉ trạch một chút xíu thôi là mình bị gọi là thối chuyển. Mà mình thấy ngũ uẩn dây có thì mình sao? Mình kẹt cái có, với cái thị phi, với cái nhân ngã, với cái bỉ thử, chứ đâu còn thấy dây không nữa. Bởi vì á, cứ mình nghĩ rằng á, cái này cái đáng thương, cái này cái đáng ghét, cái này cái đáng giận, cái kia cái đáng hờn. Thật sự không có cái nào đáng thương mà cũng chẳng nào đáng ghét đâu quý vị. Nhìn kỹ cho cùng rồi, Nam Lai Bắc Giảng Tổ Tây Đông Kháng Đắc Phù Sanh Tổng Thị Không. Thiên giả không, địa giả không, nhân sanh hiểu hiểu tại kỳ trung. Thê giả không, tử giả không, quỳnh tiền lộ thượng bất tương phùng. Kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàng thải tại thủ trung. Có nghĩa là gì? Nam Lai Bắc Giảng, mình đi khắp đó đây, Nam Bắc Giảng Lai, qua lại, Giảng Lai là qua lại, Nam Lai Bắc Giảng, Nam Lai Bắc Giảng Tổ Tây Đông, Tây sang Đông. Cuối cùng dạy chúng ta điều gì, nhìn điều gì, thấy điều gì, thấu điều gì, ngộ ra điều gì, là kháng đắc phù sanh tổng thị không. Thấy được, chứ kháng là kháng đắc là chúng ta nhận ra, nhận diện ra, nhìn thấy rõ ra là phù sanh này tổng tông nó là tổng thị không. Thiên giả không, địa giả không, trời cũng không mà đất cũng không. Nhân sanh hiểu hiểu tại kỳ trung, người sanh ra câu vậy chứ nó đâu phải là thật đâu. Nó sẽ hiểu hiểu tại kỳ trung. Thế giả không, tử giả không, vợ cũng giả không, mà con cũng giả không. Cho nên quỳnh tiền lộ thượng bất tương phùng. Tới một cái con đường quỳnh tiền là cái chỗ chết rồi, giàu có gặp nhau nó ngã ba đó, nhưng mà đường hai nó đi chứ cũng không ai nắm tay nhau mà đi được cái lộ quỳnh tiền. Nếu không đồng chí, không đồng hướng, không đồng hạnh, không đồng nguyện. Nếu cùng một đồng tư tưởng thì tới quỳnh tiền nó mới đi được chung một con đường, chứ còn tới ngã ba đường đó thì nghiệp của ai nó kéo lôi à. Nghiệp lành thì cái lành nó kéo lôi, còn nghiệp ác thì nghiệp cái ác nó kéo lôi. Cho nên quỳnh tiền lộ thượng bất tương phùng.
Tội nghiệp tôi có Phật tử ở New Mexico. Hai vợ chồng thương quý tôi, một ông thầy dân có học thức. Rồi bà Phật tử, bà vợ mổ, mổ cái xương sống, mổ cái xương. Đau mùa lạnh nữa, đau lắm. Hết thuốc suốt đau rồi, hết thuốc tê đau. Rồi phải uống thuốc nữa, nhưng mà điều thuốc thì có liều lượng, nhưng mà làm sao không đau. Đã nói mổ sẽ là phải đau. Rồi tội nghiệp đạo hữu ông chồng vô ngồi đó, nói tao nhìn thấy má mày, tao không biết làm sao mà tao chia sẻ. Chia sẻ cái gì được, chứ làm sao chia sẻ cái đau. Tôi còn nói thêm câu nữa, đau nó còn đỡ, chứ còn tới già, tới chết cũng không chia sẻ được. Cái chết hồi giờ phút đó, vợ chồng mà có nắm tay nhau tha thiết, có ôm nhau là không không rời nhau đi chăng nữa, nhưng mà Diêm Vương nó cũng không buông tha. Đó, còn sanh cho tới khi chết, quỳnh tiền lộ thưởng bất tương phùng, kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn tại thủ trung, vàng cũng không mà bạc cũng không, vật chất của cải rồi cuối cùng cũng bỏ lại. Con cái có tích lũy đi nữa thì cũng giữ trong một giai đoạn, để rồi cũng nhất phái thanh sơn, cảnh sắc ưu tiền, nhân điền thổ, hậu nhân thu đắc mạc, quan hỷ mà hoàng tất thu lai tại hậu đầu. Không có gì thật hết. Vì lẽ đó mà tôi phiên các huynh đệ Phật tử mình á, mình nghĩ như vậy không có nghĩa là mình từ bỏ hết, mình xa lánh hết cuộc đời. Không phải đạo Phật không có kêu bi quan yếm thế như vậy. Nhưng mà ý bảo chúng ta hãy dừng lại mọi cái ác nghiệp. Thì chúng ta theo cái phước báo của mình tới đâu thì mình hưởng tới đó. Theo cái duyên mình tới đâu, theo cái năng lực mình tới đâu thì mình làm tới đó. Cho đến khi mà mình hiểu như vậy rồi thì năm là y phục thực phẩm đầy đủ, sáu là dịch bệnh không đến nơi thân. Chứ bệnh này nó dịch bệnh này nó nhiều thứ bệnh tùng khẩu nhập. Bệnh về ý bệnh, về tâm bệnh, về thân bệnh, gọi là dịch bệnh. Thật sự con virus corona hay là covid-19 gì đó, mình sợ mình nói là dịch bệnh, chứ bây giờ hết nguy hiểm rồi. Giá như cái con dịch bệnh mà nó làm cho chết người một cách lẻ làng, gọi là cái covid đầu tiên á, covid delta gì đó, nó thâm nhập vô phổi là chết người vậy. Như vậy mà nó không nguy hiểm, nó lẹ làng thì không nguy hiểm. Mà nó nguy hiểm cái bệnh mà bệnh đòi đoạn, bệnh tâm can, bệnh năm này tháng nọ. Có vậy chứ nó khổ nhiều hơn. Nó khổ nhiều hơn. Bệnh để rồi vì cái bệnh mà phải ăn những cái thức ăn mà gây thêm cái tội lỗi mà có hề sống được đâu. Trên đời này các huynh đệ nghĩ coi, nếu mà ăn những cái thứ mà để con người gọi là trường sanh bất tử, thì ngày xưa đã từng các vị vua chúa ngày xưa đã từng bắt các thầy lang đi chế cái loại thuốc gọi là trường sanh bất tử kia mà. Nhưng mà tiếc thay là thuốc linh đơn không cứu được người hết số. Thầy thuốc giỏi không cứu được cái bệnh nan y mà. Một khi mà vô thường đó này thì giàu có lương dược linh đơn đi chăng nữa thì cũng chịu à. Cũng chịu à.
Còn một khi mà nghiệp còn, mạng còn, phước còn, ác nghiệp còn thì muốn chết chết cũng không được à. Bảy là xa lìa các nẻo về nước và lửa. Tám là không bị tay ách trộm cướp. Chín là người khác thấy điều cung kính. Mười là quỷ thần điều hộ trì. Vân vân. Đó là 28 28 cái điều, gọi là 28 điều lợi. Rồi cái người nào mà được nghe về các bổ nguyện tu hành của Địa Tạng, nghe được cái Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện, thì các tất cả nhân duyên quả báo về các sự tích mà ngợi khen kim lễ thì sẽ được 7 điều lợi ích. Một là mau vượt thánh địa. Hai là ác nghiệp được tiêu trừ. Ba là chư Phật đã ủng hộ. Bảy là bồ đề không hóa thất. Năm là bổn lực được tăng trưởng. Sáu là việc đời trước đều rõ biết. Bảy là rốt ráo thành Phật. Bây giờ không thể nói hết, không thể nói hết. Tất cả chư Phật Như Lai cùng Đại Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ ở mười phương nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngợi khen, tuyên bài sức đại quay thần, không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát, điều khen là việc chưa từng có. Lúc đó tại cung trời đau lợi, mưa xuống vô lượng hương hoa, thiên y châu báu để cúng dường Đức Phật Thích Ca và Bồ Tát Địa Tạng. Xong rồi, tất cả đại chúng trong pháp hội đều chiêm lễ, chắp tay mà lui ra. Thưa quý vị, bảy điều lợi. Một là ma vượt thánh địa. Thế nào là vượt? Vượt có nghĩa là mình bỏ cái giai đoạn, mình vượt qua cái giai đoạn mà mình tiến lên rất nhanh, rất mau. Cho nên mình mà hiểu được cái bổn nguyện của Địa Tạng, bổn nguyện của thức tâm, bổn nguyện của tâm địa, thì mình rút ngắn cái giai đoạn của mình. Còn nếu mình không hiểu được thì mình thổn thức, mình âu lo, mình muốn phiền, mình trăn trở, mình đắn đo, mình suy nghĩ, mình đứng núi này trông núi nọ, mình trông chờ, mình hy vọng, mình viễn vông. Còn mình hiểu được tâm địa của chính mình, có nghĩa là cái ác cũng do mình, mà cái dứt ác, dứt trừ ác cũng do mình. Tại vì thần lực, từ bi, trí tuệ, biện tài của Địa Tạng Bồ Tát không thể nghĩ bàn, nghĩa là không thể quan niệm, không thể tưởng tượng mà được. Mà Địa Tạng Bồ Tát biểu trưng cho tâm, thì chính tâm là sức mạnh, là từ bi, là trí tuệ, là tài hùng biện vô lượng vô biên đó. Mà nếu chúng ta hiểu tâm mới là con người thật, là chính là ta, thì chính là một cái nguồn sức mạnh tâm linh, một suối từ bi, một mặt trời trí tuệ, một núi hùng biện, và tất cả vô cùng vô tận, không thể nói cho hết được, không thể đem ra suy gẫm bàn luận được. Tất cả những đức tướng ấy là tuyệt đối, là tuyệt vời. Vậy thì khi mà mình hiểu rõ bổn nguyện của Địa Tạng rồi á, thì mình phải dứt sạch cái nghiệp nhiễm ô của mình. Sở dĩ mình không thanh tịnh là bởi mình có cái ác nghiệp, mình còn gọi là hắc nghiệp. Do cái hắc nghiệp, do cái nghiệp đen đó mà làm cho cái tâm mình nó gọi là không thanh tịnh.
khi tâm mình thanh tịnh rồi thì chư Phật mười phương đã ủng hộ mình. Đó là điều lợi ích tiếp theo. Điều lợi thứ ba, chư Phật đã ủng hộ mình, che chở cho mình, thương mến mình, động viên mình, thì bồ đề tâm mình nó không thối thất. Còn chư Phật không gia lực cho mình, không ủng hộ mình, không động viên mình, mà mình gặp toàn là chúng sanh không, thì bồ đề tâm mình làm sao mà không thối thất được. Chúng sanh thì nó bàn ra chứ đâu có bàn vô. Các vị đã nhớ một điều rằng nếu chúng ta bị cái nghiệp, hắc nghiệp, mà chúng ta gặp chúng sanh nghiệp, phiền não nghiệp, gọi là ngũ trược ác thế đó, ác ngũ trược ác ác thế đó, gọi là ác trược gì đó, mạng ngũ trược ác thế là gì tự nhiên quên rồi, kiến trược, kiếp trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, thì coi như là bồ đề tâm mình không cách nào vững được hết trơn. Cho nên mình được chư Phật hộ niệm thì bồ đề tâm của mình nó không thoát thật. Rồi đó, nó sắp tới giờ rồi đó, nó muốn nghỉ rồi đó. Năm là bổn lực được tăng trưởng. Bổn lực tức là sức mạnh vốn có của mình, là sức mạnh của bổn lai Phật tánh, là năng lực thành Phật và cơ hội thành Phật vốn có trong mỗi chúng sanh. Thế nhưng vì mình cứ bị ngăn che Phật tánh của mình, cho nên mình khiến sanh ra những phiền não, những vô minh. Bây giờ mình phải xé bỏ cái màn vô minh, cắt đứt, đoạn cái phiền não. Thì bổn lực của mình nó lớn dần, nó tăng trưởng. Sáu là việc đời trước được biết rõ. Cái việc đời trước của mình đã làm gì? Nó ra sao? Mà đời nay mình chịu cái này, chịu cái kia, thọ cái nọ. Nói chung á, là khi mà mình chưa có được cái bổn lực á, thì mình hay hờn dỗi, hay trách cứ, hay phiền muộn. Chứ còn mình mà đủ cái gốc của thiện căn á, cái gốc của tính căn, của tấn căn, của niệm căn, của định căn, của tuệ căn, là phát triển lên tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, gọi là bổn lực rồi đó, thì coi như mình phá được cái màn vô minh và mình cắt đoạn cái phiền não rất dễ dàng. Thì mình sẽ biết được đời trước của mình rất dễ dàng. Hay gọi khác hơn là mình chứng đắc được túc mạng thông. Và cuối cùng mình rốt ráo được thành Phật. Đó là 7 điều, 28 điều lợi và 7 điều lợi ích. Mà cuối cùng để Đức Phật nói, nếu ai mà chiêm ngưỡng, mà lễ bái, mà thọ trì, mà nhớ cái bổ nguyện của tâm địa mình thì được những cái phước báo như thế. Bây giờ không thể nói hết, không thể nói hết, không biết bao nhiêu, cũng không cách nào nói hết con số được. Tất cả chư Phật Như Lai cùng Đại Bồ Tát Thanh Văn Dương Giác Bích Chi, người trời quỷ thần, Thiên Long Bát Bộ ở mười phương, nghe Đức Phật Thích Ca ngợi khen tuyên bài sức đại quay thần, không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát, tán thán phước đức bất khả tư nghì của Địa Tạng Bồ Tát, chưa có vị Bồ Tát nào có thể sánh bằng. Chưa có vị Bồ Tát nào mà được khen ngợi điều chưa từng có. Thì toàn thể đại chúng đều hoan hỷ khen ngợi
Đây là Bồ Tát vĩ đại thù thắng hy hữu. Lúc đó đại cung trời đau lợi mưa xuống vô lượng hương hoa thiên y châu báu cung dường Đức Phật Thích Ca và Bồ Tát Địa Tạng. Trời đau lợi cúng hương hoa, các thiên nữ rải vô số hoa mạng đà la, đại mạng đà la. Mạng đà la là tiểu bạch hoa, còn đại mạng đà la là đại bạch hoa, là hoa trắng, cùng với các loài hương thơm, các y phục ở cõi trời. Nó nhẹ nhàng, nó mịn màng, nó bay xuống cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát. Thì phải cúng dường Phật trước, là cúng dường đấng tối cao mà mình tôn kính. Xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều chiêm lễ chắp tay mà lui ra. Sau cùng thì tất cả đại chúng đều chiêm ngưỡng Đức Phật, chiêm ngưỡng Bồ Tát Địa Tạng, hướng về đảnh lễ chắp tay cung kính mà lui ra. Như vậy là bữa nay là mình đã hết cái bộ kinh Địa Tạng. Như vậy thì kết luận sau 84 kỳ chúng ta học kinh Địa Tạng và tôi cố gắng chia sẻ kinh Địa Tạng, như tôi đã nói là không sao tránh khỏi những sơ thất, bởi ba nghiệp của tôi chưa hoàn thanh tịnh, cho nên tôi còn cái tôi trong đó, tôi còn cái vui buồn của mình chia sẻ trong đó. Ngưỡng mong chư đại chúng quan hỷ và con xin sám hối với mười phương chư Như Lai, chư Bồ Tát ba đời thì từ quan hỷ mà xá tội cho con, vì ba nghiệp chưa thanh tịnh nên không sao tránh khỏi những sai lầm khi triển khai thánh ý của Như Lai. Và huynh đệ chúng ta vẫn tiếp tục chứ không phải nghe được kinh Địa Tạng xong rồi chúng ta bỏ hết, mà tiếp tục gì? Một là chúng ta phải tin tưởng lễ bái và thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, suy gẫm cho nhiều cho sâu những lời vàng ngọc của Đức Thế Tôn, và chúng ta phải thực hành những lời dạy. Cuối cùng là chúng ta phải thực hành những lời dạy. Nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Bồ Tát ba đời hộ trì cho tất cả quý Phật tử, quý huynh đệ, quý quyến thuộc xa gần đều sáng suốt nhận thức, học đạo tinh tấn, thực hành một cách vững chãi để khỏi phụ lòng từ mẫn giáo hóa của Đức Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi xin thông báo bắt đầu từ hôm nay thì có quý Phật tử các tiểu bang về thăm tôi trong 2 tuần. Thì bây giờ cái chương trình giảng dạy vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 xin quý vị cho tôi tạm ngưng cái giờ giảng trên diễn đàn, mà thay vào đó là tôi giảng lúc 10 giờ rưỡi ở bên này, có nghĩa là 9 giờ rưỡi 21 giờ 30 của Việt Nam, giảng những cái bài kinh căn bản để cho Phật tử về trực tiếp nghe giảng, trực tiếp thực hành với chúng tôi, gọi là tịnh tu ba nghiệp. Và chúng tôi sẽ có những cái buổi gọi là đưa các Phật tử đi gọi là tham quan những cái thắng cảnh của cái thủ đô Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ cố gắng ghi hình lại cho quý Phật tử được xem. Nếu quý vị nào có được xem trực tiếp thì quan hỷ, còn không xem được, không có gặp trực tiếp thì coi lại, bởi vì tôi không biết cái sự đề xuất của cái Facebook. Tôi cố gắng ghi hình lại, và có khi thì hay, có khi thì dở cũng đừng có buồn. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng cái thời gian nó vô thường, quốc độ nó nguy thí. Cái gì mình để cho Phật tử ở xa, không có nơi đó, không có duyên, hoặc là chưa đủ cái hội tụ, cái duyên mà đến đó được, thì chúng tôi cứ việc cái máy, lấy cái máy ra mà ghi hình. Bởi vì ghi hình trên Facebook thì không có cắt xén gì được hết. Quý vị cảm thông cho tôi. Bởi vì cơ hội đâu phải đến hoài. Hiện bây giờ quý Phật tử lớn tuổi ngoài 70 hết rồi về thăm tôi trong 2 tuần lễ, tôi rất là vui mừng.
và cũng thông báo với toàn thể quý huynh đệ ai có điều kiện, nếu ở Việt Nam mà có điều kiện để sang đất Hoa Kỳ thì cứ việc liên hệ chúng tôi và cũng tới đây để tịnh dưỡng nghỉ ngơi. Các Phật tử ở các châu lục ở trong nội bộ của nước Mỹ này cũng vậy, các vị nào có điều kiện cứ đến để tịnh dưỡng để nghỉ ngơi, tôi sẵn sàng đón tiếp. Không có một điều kiện, không có một sự bắt buộc nào, kêu gọi gì. Vì cái lời nguyện của tôi khi mà tôi có một cái chỗ nơi mà chui ra chui vào cũng có thể nào dư giả một chút nào đó cho Phật tử cũng chui ra chui vào để tịnh tu thì chúng tôi luôn sẵn sàng. Vì vậy là mong quý Phật tử hoan hỷ vào cái chỗ của chúng tôi nó không đầy đủ giàu sang chi, nhưng ít nhất cũng có thể đáp ứng được sinh hoạt tương đối cho quý Phật tử đến mà để tịnh dưỡng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Vậy thì bây giờ Phật tử nhớ là bắt đầu từ từ ngày ngày thứ năm hả, ngày thứ thôi cho ngày thứ bảy đi, từ có nghĩa là từ đây các vị cứ tranh thủ là hàng ngày chúng tôi sẽ chia sẻ hai buổi giảng, đó là 10:30 sáng và 7:00 tối bên này. Thì nhớ là cái thời gian này nè, cái múi giờ của cái tháng 3 đó cho tới cái tháng 10 á thì múi giờ thủ đô Hoa Kỳ đi trước giờ Việt Nam 1 giờ và cách ngày đêm. Có nghĩa là bây giờ hiện giờ bên tôi là 9:44 sáng ở Việt Nam thì 20:44 tối. Các vị nhớ vậy đó. Sau tháng 10 thì hai cái giờ nó đồng nhau. Thì tôi sẽ cố gắng các vị tranh thủ là học pháp cùng với đại chúng là 10:30 sáng và 7:00 tối. 7:00 tối bên đây là 6:00 sáng của Việt Nam. 6:00 sáng ngày hôm sau thì bắt đầu từ ngày thứ bảy. Mong quý vị đại chúng liễu tri cho. Rồi sau đó khi các Phật tử trở về bổn xứ của mình thì bắt đầu chúng ta học trở lại vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy này thì cái bộ khóa hư lục của vua Trần. Xin các vị liễu tri.